Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Các bạn cho mình một like và đăng ký kênh là động lực để mình làm video và có nhiều phần quà tặng cho các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ qua đảo tiếp theo, cùng mình đi thôi nào. Cấp độ thích hợp là từ 1700 đến 1774 nha các bạn. Đảo này có tổng cộng 3 NPC và nơi thức tỉnh tộc quê 4, sau này mình sẽ hướng dẫn cách thức tỉnh sau. Để lên được cấp nhanh chóng thì như bao hòn đảo khác chỉ có nhận nhiệm vụ là farm mới lên cấp được nha. Nhiệm vụ thứ nhất yêu cầu tiêu diệt 8 đại tá hải quân, phần thưởng 13.000 belly và 68 triệu S. Nhiệm vụ thứ hai yêu cầu tiêu diệt 8 tần đô đốc hải quân, phần thưởng 15.000 belly và 70,5 triệu S. Nhiệm vụ thứ ba tiêu diệt đô đốc Kilo, phần thưởng 35.000 belly và 78 triệu S. Đồng thời tiêu diệt boss có cơ hội rơi vòng hoa với tỷ lệ rớt từ 10 đến 15%. Giờ mình sẽ chỉ các bãi farm quái. Quái cấp 1750 thì ở bên trái hòn đảo, quái nằm rải rác nên chịu khó farm nhé. Bãi quái nhiệm vụ thứ hai thì nằm phía bên phải hòn đảo nha các bạn. Cuối cùng là người nắm chùm hòn đảo này, nằm ở vị trí giữa đảo, chỗ lỗ cây nhà các bạn. Mình rớt rồi nè các bạn, giờ đeo lên thử xem có đẹp không nhé, rồi kiểm tra xem vòng hoa này tăng cái gì nha các bạn. Xấu quá, không đẹp gì hết. Nếu các bạn thắc mắc sao mình vô được cổng này thì xem quy đi ông đánh bot admin đi nha. Trang bị này tăng 50% hồi máu các bạn à, không tăng gì nữa hết. Theo mình nghĩ trang bị đeo lên để làm bia đá cho người khác test chiêu thì hợp lý à.
Chương trình của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn đừng quên like và đăng ký để có cơ hội nhận game bát miễn phí nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.